Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi sẽ không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Thanh Thanh Huyền xin phép được thay mặt cho nhà thiết kế Thùy Nguyễn có thể giới thiệu đôi chút về ý tưởng của bộ sưu tập. Thưa quý vị, nếu như mà ở mùa trước nhà thiết kế Thùy Nguyễn đã mang đến cho chúng ta một bộ sưu tập với tên gọi là Mộng Mị Đầy Bí Ẩn, thì mùa thu đông này cô ấy lại mang đến cho chúng ta vẫn là một chiếc áo dài đó thôi, nhưng sẽ có những nét, những cách tân rất là mới lạ. Nhưng mà ở trong đó, nhà thiết kế Thùy Nguyễn đã lấy nguồn cảm hứng từ màu đỏ của đất nung, từ những nét hoa văn đối xứng ở trên nền gạch và cả những nét kiến trúc trong ngôi nhà của thời thơ ấu. Tất cả đã tạo nên một bộ sưu tập mà quý vị sẽ được xem ngay sau đây. Và như một bản tình ca bolero nhẹ nhàng tươi sáng, thì bộ sưu tập ấy sẽ có tên Cô Ba Sài Gòn. Một cái tên rất là đặc biệt và dễ thương, phải không ạ? So ladies and gentlemen, like the gentle and crystal melody of a bolero love song, the collection Cô Ba Sài Gòn marks a retro and charming comeback of Thủy Design House. The memories that stem from ancient ceramic patterns and the signature red glaze of tiles and the absolute mystery of architecture lies in a childhood house had inspired the fashion designer Thủy Nguyễn in her creation of the latest collection áo dài Cô Ba Sài Gòn. And right now, và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị hãy cùng hướng mắt về phía màn hình để theo dõi một đoạn video clip ngắn ngay sau đây. Right now, please take a look and we will watch a short video clip about the introduction of this collection. Please welcome. Những năm 50-60, cô gái Sài Gòn trong mắt mình họ rất là năng động, họ rất là quyến rũ, họ rất là nhanh nhẹn, và những cái đôi bốt hay là những cái chiếc đầm mà rất là ngắn, kể cả các cái áo dài họ không có quá thướt tha, họ bước đi hàng ngày, họ làm việc vẫn hàng ngày. Thì muốn truyền cái thông điệp đấy cho khán giả, thì đã quyết định là đưa thông điệp vào cái bộ sưu tập của mình. Bộ sưu tập mới được mang tên là Cô Ba Sài Gòn. Khi mà đưa lại ý tưởng Cô Ba Sài Gòn của những năm 50-60 thì có những ảnh hưởng từ những con dáng của những năm thời xưa cũ đó, cũng như là những cái hình ảnh bóp ạc, rồi những cái hình ảnh mà Sài Gòn xưa cũ khi mà cái thời trang nó đang trở lại. Thông điệp của Cô Ba Sài Gòn thì rất là mong muốn là một ngày nào đấy trên đường phố sẽ quay lại cái thời tất cả mọi người đều mặc áo dài, và tất cả mọi người đều cảm thấy rằng là rất là tự hào và rất là may mắn khi mà chúng ta khoác trên mình áo dài Việt Nam. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vòng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có thay đổi
bay trên đường như mây xuống phố, áo tung sân trường tựa cánh chim câu, đẹp xiết bao quê hương cho ta chiếc áo nhiệm màu. Dù ở đâu, Paris, London hay những miền xa, thoáng thấy áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó. Xanh xanh đồng cỏ
đến từ Việt Nam. Xanh xanh đồng cỏ quê hương. Welcome the collection Copa Sài Gòn from fashion designer Thủy Nguyễn come from Vietnam. Chúng ta có thể xin một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho bộ sưu tập Copa Sài Gòn của nhà thiết kế Thùy Nguyễn được không ạ?